Nếu bạn đang tìm kiếm chiếc máy hút mùi kiểu dáng đơn giản, tinh tế thì không thể bỏ qua máy hút mùi cao cấp chữ T Sunhome Mama MMB681670. Thiết kế chữ T vuông vắn, tối giản phù hợp với mọi không gian bếp. Phần thân máy inox cao cấp, sang trọng, bền đẹp, được phủ lớp sơn dưỡng điện, rất an toàn cho người sử dụng. Máy được trang bị tấm lưới dễ tháo lắp, dễ vệ sinh. Lưới bằng nhôm 5 lớp, bảo vệ linh kiện bên trong, loại bỏ tối đa tạp chất gây hỏng hóc máy. Đèn LED siêu sáng, cung cấp đủ ánh sáng, giúp cho việc nấu ăn trở nên dễ dàng và thuận tiện. Moto 3 tốc độ siêu bền, cho tốc độ hút cực mạnh. Vận hành êm ái, độ ồn thấp hơn 65 dB nên không gây ảnh hưởng đến những sinh hoạt khác của gia đình. Lưới lọc bằng nhôm 5 lớp giúp độ bền cao, khử mùi hiệu quả với bộ lọc than hoạt tính. Nếu bạn là một người yêu thích thiết kế mềm mại sang trọng thì máy hút mùi kính cong Apex APB668070C chính là lựa chọn hoàn hảo. Thiết kế kính cong độc đáo với thân máy bằng kim loại phủ sơn tĩnh điện màu đen mang lại diện mạo sang trọng cho căn bếp. Bảng điều khiển cảm ứng thông minh cùng màn hình LED hiển thị rõ ràng, dễ sử dụng. Hai tấm lưới lọc dễ dàng tháo lắp và vệ sinh. Lưới nhôm 3 lớp giúp ngăn chặn các tạp chất và vết dầu mỡ vào các bộ phận bên trong, giúp tăng độ bền của sản phẩm. Máy hút mùi kính cong Apex APB668070C được trang bị bộ lọc khử mùi bằng than hoạt tính, mang đến hiệu quả hút mùi tối ưu cho gia đình bạn. Tích hợp hai đèn LED siêu sáng, tiện dụng, cung cấp đủ ánh sáng, giúp cho quá trình nấu ăn trở nên dễ dàng hơn. Moto 3 tốc độ với công suất hút lên tới 1.100 m³/giờ giúp hút mùi tối ưu nhất, trả lại không gian thoáng sạch, thơm tho cho căn bếp. Mặc dù công suất lớn nhưng máy vẫn hoạt động êm ái, độ ồn thấp hơn 65 dB. Chính vì thế không ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình. Máy hút mùi Sunhome, sạch mùi khử khuẩn, bếp sạch cơm ngon.